Hi, xin chào các bạn. Mình vừa tiếp nhận một em cúng với triệu chứng là lơ ăn, nôn 2 ngày. Mình tiến hành kiểm tra nhiệt độ thì thấy em sốt. Các bạn có thể xem một phân và nôn ở phía bên dưới. Em này thì chưa tiêm vaccine gì cả. Đây là ngày thứ nhất mình điều trị cho em. Bây giờ thì mình đang truyền dịch. Em này thì ở chung với một em nữa mà hôm bữa mình có làm clip là mình test Babo nhưng em âm tính. Mình nghĩ là do hai em này chắc là do bộ phận chưa sử dụng hoặc có thể là do ăn và thức ăn ôi thiêu nên rối loạn tiêu hóa. Đây là ngày thứ hai mình điều trị cho em cúng này. Hiện tại sức khỏe của em đã là khá ổn định nhưng em vẫn còn nôn một chút ít. Mình vẫn sẽ tiếp tục điều trị cho em. Đây là ngày thứ ba mình điều trị cho em cúng này. Hiện tại em đã ăn được và không còn nôn nữa. Bây giờ em có thể xuất viện được.